ra là không thích, ngày xưa là không thích đâu, chỉ thích tới tiến Minh đi học đại học thôi. Vì nhưng mà Minh nó đam mê quá thì anh thường cũng chiều rồi. Cố gắng phấn đấu cho nó học hết lớp 12, nó cũng vì nó quá đam mê đi. Thành ra thôi mình cũng chấp nhận. Năm mình đánh tới mười mấy giải thì ở nước ngoài không à, thì đây là cũng tranh thủ cái dịp mình đánh ở sân nhà thì tất nhiên là gia đình thì cũng muốn tới coi và động viên mình, coi như là tạo mọi điều kiện tốt nhất, cũng là ăn uống này nọ thì nói chung là cũng thoải mái, cũng không có phải mà lo gánh nặng về kinh tế, thì cái đó là cũng là mình cũng thoải mái được phần nào đó. Cầu mong sao cái lớp kế cận này để sẵn sàng thay thế Tiến Minh thì cái điều đó điều mừng, nhưng mà không biết bao giờ nó thay thế được.